Thưa quý vị, hàng nghìn gốc đào từ 1 đến 3 năm tuổi của người dân phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội đang thay nhau vàng úa rồi chết khô. Số đào này dự kiến thu hoạch vào vụ Tết Nguyên đán năm nay, song người dân đang phải đối mặt với nguy cơ trắng tay. Những ngày gần đây, 30 hộ dân trồng đào tại xứ Đồng Mới, ruộng Lính, Bờ Chuông thuộc phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm đứng ngồi không yên, bởi lẽ chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết, nhưng phần lớn số đào trong vườn của các hộ dân đều bị rụng lá, khô héo, thậm chí có những cây chỉ trơ trọi như cành củi khô. Tổng số lượng gốc đào bị thiệt hại ước tính lên tới 2.500 gốc, gồm cả đào thế và đào cành. Nguyên nhân được xác định là do trận ngập úng kéo dài, không có chỗ thoát nước diễn ra từ tháng 8 năm 2019. Mỗi hộ trồng đào ở đây trung bình mất khoảng 1/2 số gốc đào canh tác phục vụ cho vụ Tết năm nay. Ngoài những gốc chết khô, người dân vẫn cố giữ lại những gốc còn cành có khả năng thu hoạch, với hy vọng vớt vát được vốn và công sức cả năm trời bỏ ra.